một là đủ rồi, một là đủ rồi bà nha. Hôm qua thì chúng có nói là những ai thì đang cuộc sống giống như Lê Duyên đó, thì tập bài lưng và để xoay cho bắp vai nó nhỏ lại thì rất là khó đối với những người mà tập cái bà bị cái cuộc sống đau lưng. Chúng ta có xoay lắm, xoay rất là đau đớn. Thành ra các bạn sẽ tránh xoay và làm nhỏ và săn chắc bắp tay với bài tập này. Hôm nay chúng ta tập thêm một bài về săn chắc bắp tay. Muốn săn chắc bắp tay, các bạn phải đứng tư thế thẳng để giữ cho cuộc sống của mình không bị đau. Thẳng để cho thư giãn hết toàn bộ trên cái thân của mình. Rồi, tay chống hông bên trái, cầm bàn thẳng lên. Các bạn nhìn ha, chúng ta thẳng, chúng ta sẽ chạm vào gai bên phải. Nhịp một, nhịp lên là chúng ta hít, nhịp xuống chúng ta thở ra, lên hít, xuống thở ra. Rồi trước khi chúng ta vào bài, cầm cái tạ các bạn, lắc tay tạ, lắc cổ tay, lắc cổ tay, hít sâu thở đều, hít sâu thở đều, hít sâu thở đều, hít sâu. Chuẩn bị vào bài ha. Về tư thế chuẩn bị thì chúng ta đi thẳng lên, rồi gập mở một, hai, ba, hai, đó là thở, hít, năm, hai, thở, hít, bảy, hai, tám, hai, thở, hít, mười, lưỡi lườn, hạ tay xuống các bạn. Nếu như các bạn tập tay như thế này, thì các bạn mới tập yêu cầu 10 lần hai nhịp cho mỗi bên ha. Rồi chúng ta nghỉ một chút, đi lại lần nữa. Lên 30 lần trong ngày các bạn ha. Hai. Tứ. Hai. Hai. Chúng ta không tập nhiều ha, nở cái cơ vai. Bốn. Chúng ta tập cho săn chắc bắp tay thôi. Năm. Hai. Nhịp thở nha. Thở. Nhịp hít nè. Nhịp thở. Nhịp hít. Nhịp thở. Nhịp hít. Nhịp thở. Nhịp hít. Mười. Thôi, đã như thế đầu tiên rồi, từ từ hạ thầy thẳng xuống hết. Hít sâu thở ra, lắc tay 1, 2, 3, 4, 5, đi lại lần 3, lên 1 1 2 Nhịp thở, nhịp 2 3 Chúng ta đang 2 Thở Cho xuống 3 lần, cho xuống 3 lần, đang 2 Thở Thở Nhịp 7 2 8 2 Nhẹ nhàng 9 2 10 thôi. Các bạn đang hoàn tất bài tập săn chắc bắp tay ha, 30 lần một ngày, và chúng ta nghỉ mấy nhịp lắc thôi. Dành cho nhóm mới, nhóm cũ chúng ta sẽ đi liên tục và 30 lần liên tục. Đối với các bạn, lắc tay tạ bên phải, hít sâu thở ra, tay trái hông, chuẩn bị lên, động tác chuẩn bị. Để một, chạm sang hai, chạm lên vai á, hai, rồi đấy, hai, ba, hai, như thế nè, bốn, nhịp hai, như sở, nhịp hai, nhịp sở, nhịp hai, bảy, hít, đều, sở, hít, chạy, hít, đều, mười, thôi, hạ cánh tay xuống, và lắc cái tay, một, hai, ba, bốn, năm, lên là ha, nhớ mới, đi, một, hai, lên hai lần, hai lên thở, xuống hai, thở, hai, năm, hai, sáu, hai, các từ thở bảy, hai, tám, hai, chín, hai, mười, ba, bảy, năm, ngoài, lấy trở lại lần ba, một, một, hai, 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 ba, hai, bốn, hai, năm, hai, sáu, hai, thở, thở, hít, tám, hai, thở, chín, hai, mười, thôi, hít sâu thở ra. Nếu các bạn mới tập, các bạn đi không nổi ha, chúng ta còn phải làm việc nữa thì chúng ta chỉ đi 10 lần thôi. Rồi chiều trưa về là lúc nào chúng ta tập cái đó. Mà nếu các bạn đi không nổi nữa, chúng ta sẽ bỏ cái tạ ra, chúng ta đi tay không. Động tác này làm săn chắc bắp tay. Bắp tay
hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Tiếp tục hai tay cặp lại, đưa lên cao. Được chưa? Các bạn thấy tay lên và gọt ra sau thở nha. Lên hít, hóc một lần, đi thở, hít, hai thở từ từ đi. Ba, hai thở, bốn. Chúng ta tập thắt nam ở cái chỗ chúng ta đi từ từ, sáu đi từ từ để cho các chân tay nó săn chắc hơn và lặp lại nhiều lần. Tám, hai, cái chỗ chúng ta không có đi, các bạn hành đi nhờ cái chỗ không có đi và sát lại, hạ tay xuống, hạ tay xuống kiểu người, hạ tay xuống kiểu người, chuẩn bị lên hai, lên một, hai, thở, hít, ba, hai, bốn, hai, năm, hai, sáu, hai, bảy, hai, tám, hai, chín, hai, mười, rồi. Hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Đến như vậy là sẽ mình sẽ mỏi cái lưng mình á. Bây giờ mình đặt xuống. 1 2 3 4 5 đẩy lên. 1 2 3 4 5 rồi hai tay cầm lạ, hai đầu mở ngang như vậy. Chúng ta đặt xuống này, chúng ta xếp đặt tay lại nhé, ép xuống đây rồi để chúng ta mở ngang đặt ra to to tay nha. Bây giờ thì 1 1 này, hai, chúng ta vươn lên thì chúng ta hít hết, chuẩn bị đọc xuống thở đi. 1 2 thở này, 2 mở tay ra, 3 2 giữ tay ra, 4 2 5 2 6 2 7 7 2 8 8 2 giữ lại tay về nữa, 2 10 nhẹ nhàng thôi, thôi hạ tay xuống chứ. Hết sâu ra, lặp lại lần hai các bạn á. Lên, chuẩn bị, đó, 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7. Hai thẳng tay lên các bạn, 8. Chúng ta lại dùng cái vòng này á, chúng ta tập 2 hốt, tùy hơi. Cái gì? Hai tay tùy phải. Hít sâu thở ra, hít sâu thở ra. Cầm lại, ra sau. Chúng ta đẩy kinh 1, 2, 3, 4, 5. Lần này chúng ta gặp lưng, cơ tạ lên 2, 2, 3, 4, 5. Lên thẳng, rồi gặp xương vào bên trái. 3, 2, 3, 4, 5. Chúng ta không có đi cái tạ lưng cái này các bạn, nguy hiểm lắm. Quay trở lại và đứng lên. Gặp bên phải. 4, 2, 3, 4, 5. Nhớ động tác này chúng ta không có đưa tạ lưng. Và chúng ta quay trở lại, đi thẳng lên. Đẩy lên lần nữa. 2, 3, 4, 5. Thôi, hít sâu thở ra các bạn, xếp cái chân lại. Một chút xíu nữa cho bài gối các bạn ha. Tay cầm lại lên thẳng từ phía trước, từ cái gối xuống. Đi nha, từ gối xuống. Nếu chúng ta đứng thẳng như thế, đứng quỳ lên thế này thì người chúng ta sẽ đổ ra phía trước. Nó sẽ đỡ cao hơn. À, để 1 2 2 2 3 2 4 chờ một chút xíu. 5 2 thở 6 hai thở 7 hai thở 8 lên hết 9 lên thẳng 10 thôi thôi, hít sâu thở ra, rũ chân ra, hít sâu thở ra, hít sâu thở ra, mở chân ra, hai chân tách giống như này, 1 và 2 3 giữ luôn, giữ tư thế mỗi chân mở về ha. Rồi các bạn xuống rồi luôn, chúng ta tập săn chắc hai cái bắp đùi của mình ha. Nếu mà các bạn muốn cho đùi to thì chúng ta xuống đặng thôi, giữ cái nếp đùi cho đẹp. Nếu các bạn muốn cho đùi săn chắc, các
bạn sẽ rộng ra một chút xíu nữa và xuống sâu hơn. Lên, chuẩn bị thở nào. Thở, lên hít. Thở, lên hít. Lên dùng bụng của mình nhỏ lại chút xíu nữa. Thở, hít. Thở, hít. Ai hài lòng với đường của mình chúng ta xuống thấp thôi. 7 xuống thấp như thế này nè. 8 đúng rồi. 9 2 10 thôi. Gặp cái lực xuống rồi. Chào sai. 1 2 3 4 5 sai lực đấy. 3 4 5 qua bên phải. 3 2 3 4 5 qua sau lưng. 4 2 3 4 thôi. Hít sâu thật ra như thế này. Tập một chút xíu lên ha. Đi ta ra. Bỏng cái người xuống. Hít sâu. Nhúng đi. 1 2 3 hạ lưng cái đùi xuống. Hạ lưng, hạ lưng đùi xuống như thế này. Hạ lưng lên lên. Hạ lưng lên. Toàn bộ ha. Toàn bộ để cho đùi nó chịu. Hít sâu thở ra. Hít sâu thở ra nằm xuống lại. Chống tay lên. Đỡ lấy cái cầm của mình á. Điểm này. Dũ cái chân. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Rắn lên các bạn, hết bài rồi ha. Chứ này mà được nghỉ ớn tiếp tục á. Thôi, thôi, dũ cái nè. Mái chưa? Hả? Là chưa? Các bạn nhìn ha. Xin lỗi. Nhé là ok. Nhìn này các bạn. Nhịp 1. Các bạn nhé. Đây là mẫu đây. Nhịp 1. Thả mình xuống nha. Nhịp 1. Đưa cái chân, đưa tay trái lên các bạn. Tay trái không có, đưa thẳng lên. Tay trái đưa thẳng lên. Và đồng thời nâng chân phải lên. Chúng ta đã lên nha. Chúng ta đã lên. Nhịp 1 bắt đầu lên. Nâng tay trái chân phải, ngẩng đầu lên, hạ xuống, thở ra, hít. Lên là hít các bạn, nâng tay phải chân trái, thở ra. Nâng tay trái chân phải, 2, đổ lên, 3, 4, lên hít, 3, xuống thở, đổ lên, 3, hít, 4, xuống thở, 4, 2, lên, 3, 4, lên hết, 5, 2, 3, thôi, hai tay lên luôn. Lần thứ nhất nha các bạn, hai tay đặt ngang ngực, đẩy người lên. Thở ra, hạ xuống, cong cái vai lại ha. Lần thứ hai, bàn tay của mình đặt ngang eo, đẩy người căng lên. Cái chân lại, kéo hết chân lại, khép lại, lùi ra sau tường, thở ra. Lên hít sâu, hút dọc người lên các bạn, buông tay lên hít sâu, thở ra làm vui, tôi chạy tôi khác. Lên hít sâu, thở ra, co cái gối bên trái lại nữa nha. Lên hít sâu, cổ gối trái mở nhanh, thở ra. Lên hít sâu, cổ gối phải mở nhanh. Nhìn thấy các bạn, lên hít sâu đồng thời duỗi chân ra phía trước, ép người xuống thở. Sau nữa từ từ hạ tay xuống sàn luôn, đẩy người tới trước. 2, 3, 4 5, kéo người ra sau, kéo chân lại, thở ra. Lên hết sâu, cùng chân ra phía trước, đồng thời duỗi đặt, hết người xuống. Sau nữa rồi ha.